Chào mừng các bạn đến với Healthy Vietnamese, kênh thông tin y dược và sức khỏe dành cho người Việt. Tôi tên là Nhân. Trong tuần này thì chúng ta sẽ cùng nói về một loại vitamin vô cùng phổ biến, đó là vitamin C. Chắc hẳn rất nhiều người trong các bạn đều đã từng dùng ít nhất một lần bởi vì là nó có sẵn ở trong rất nhiều loại hoa quả và trong các thực phẩm chức năng nữa. À, khi mà chúng ta nhắc đến vitamin C, đặc biệt là trẻ em ấy thì chúng ta vẫn còn nhớ đến cái kẹo c mà hồi bé vẫn hay dùng không biết là bây giờ Việt Nam còn bán hay không à, đây là một cái cách rất thông minh để giúp làm tăng lượng vitamin c ở trong cơ thể vậy tại sao mà cơ thể chúng ta cần vitamin c thì vitamin c là một loại vitamin mà cơ thể không có khả năng tổng hợp được à, không chỉ ở con người mà rất nhiều loài động vật cũng vậy chính vì thế mà để có đủ lượng vitamin c ở trong cơ thể thì chúng ta cần phải À, lấy từ các nguồn thức ăn ở bên ngoài hay là các thực phẩm chức năng. Vitamin C là một loại vitamin mà tan trong nước, à, tức là tức là dễ tan trong máu à, và có rất nhiều chức năng vô cùng quan trọng ở trong cơ thể. Chức năng đầu tiên đó là giúp à, tăng à, làm tăng khả năng à, tổng hợp collagen. À, collagen là gì? Đây là một cái chất à, cực kỳ quan trọng trong à, tế bào da. Lúc giúp tăng à, sức khỏe của da và làm hồi phục các vết thương chẳng hạn. À, tác dụng thứ hai của vitamin C đó là làm tăng khả năng hấp thụ à, chất sắt him. Đ, à, chất sắt him thì thường được tìm thấy ở trong các nguồn à, sắt ở trong các nguồn thực vật, ví dụ như là đậu chẳng hạn. À, chức năng thứ ba đó là vitamin C là một cái chức, à, chất có khả năng làm chống oxy hóa cực mạnh. À, có nghĩa là sao? tức là cái quá trình chuyển hóa oxy ở trong cơ thể thì rất dễ là gây tổn thương cho các màng tế bào. À, chính vì thế mà vitamin C sẽ làm có khả năng là bảo vệ các màng tế bào và giúp các tế bào có sức khỏe tốt. À, vitamin C cũng có khả năng là làm chống oxy hóa của các loại vitamin khác, ví dụ như là vitamin E hay là vitamin A. Và chức năng thứ 4, đây là một cái chức năng vô cùng quan trọng, đó là làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể đặc biệt là chống chọi với các căn bệnh nhiễm khuẩn chẳng hạn. Trước khi mà chúng ta biết được nhiều về vitamin C ở trong quá khứ thì có một căn bệnh cực kỳ phổ biến đó là căn bệnh scurvy hay còn một tên gọi khác là scorbut. Thì đây là một cái căn bệnh um, rất là phổ biến ở trong giới thủy thủ. Nguyên nhân là vì sao? Bởi vì là các um, thủy thủ thường là đi du lịch uh, thường là đi trên thuyền trong một tháng, thời gian dài và không có đầy đủ các nguồn thức ăn có có tốt cho sức khỏe đặc biệt là nguồn thức ăn có uh, nhiều vitamin C ví dụ như là hoa quả. Thì chính vì chính vì thế mà họ thường có thiếu rất nhiều vitamin C trong cơ thể và sẽ gây ra căn bệnh scurvy. Thì căn bệnh này thì ví dụ như là các triệu chứng cơ thể là bị sưng hay là chảy máu ở nướu răng, răng dễ bị lung lay, à, sốt huyết dưới da hay là da trở nên bị khô, chuyển sang màu nâu, à, các vết thương thì lâu lành bởi vì như đã nói trên là nếu không đủ collagen thì sẽ vết thương sẽ rất lâu lành, à, có nhiều vết sẹo chẳng hạn. Thì và cuối cùng là Cái hệ miễn dịch sẽ không được tốt như những người khỏe mạnh. À, chính vì thế mà đây là một cái căn bệnh cực kỳ phổ biến. Này trong quá khứ Tuy nhiên mà sau khi mà chúng ta biết được các nhà khoa học đã nghiên cứu được về cái chức năng của vitamin C Và tầm quan trọng của nó thì căn bệnh này đã trở nên ít phổ biến hơn Chúng tôi không nói là đây là căn bệnh đã hoàn toàn biến mất Nhưng mà trở nên ít phổ biến hơn và rất nhiều người vào thời điểm hiện nay chúng ta không biết đây là căn bệnh gì Như đã nói ở trên thì vitamin C có thể được tìm thấy ở rất nhiều các loại thức ăn Đặc biệt là các loại hoa quả À, các loại hoa quả mà phổ biến nhất mà có chứa nhiều vitamin c ở trong à, các loại thực phẩm này ví dụ như là à, quả kiwi dâu tây súp lơ quả cam à, cải xanh à, cà chua hay là khoai tây chẳng hạn rất nhiều các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C nếu mà bạn cần muốn biết thêm những thực phẩm nào có chứa vitamin C nữa thì có thể tìm các thông tin trên mạng ở những cái nguồn tin uy tín hoặc là có thể hỏi bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng để có thêm thông tin về cái loại vitamin này. Bình thường cơ thể thì chúng ta cần khoảng từ 65 đến 90 mg vitamin C hàng ngày để có đủ lượng trong cơ thể. Tuy nhiên thì cơ thể của bạn có thể uh, có thể thêm được vào khoảng 2000mg miligram hàng ngày mà không có vấn đề gì. Vitamin C là một cái loại vitamin khá là an toàn, rất khó để có thể bị ngộ độc hay là gây ra các vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân vì sao? Bởi vì vitamin C ấy thì là một, như đã nói trên là một cái loại vitamin mà tan trong nước tức là tan trong máu thì thường là nếu mà có quá nhiều vitamin C trong cơ thể thì cơ thể có thể tự khả năng có thể đào thải được ra và triệu chứng phổ biến nhất là có thể bị tiêu chảy. À, nếu như mà bạn ví dụ đang dùng uh, thực phẩm chức năng vitamin C chẳng hạn mà tự nhiên bị tiêu chảy thì có thể suy đoán là bạn dùng quá nhiều vitamin C uh, thì có thể cắt giảm cái lượng liều uh, đó đi và có thể tránh được cái triệu chứng này. Có rất nhiều nghiên cứu về các uh, chức năng của vitamin C đặc biệt là khi mà dùng các uh, thực phẩm chức năng vitamin C thì um, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là vitamin C có khả năng làm giúp um, hoặc là giảm cái tỷ lệ bị sơ vỡ động mạch hay là các bệnh về tim mạch nói chung uh, cũng có khả năng làm giảm uh, khả năng là phòng tránh bị ung thư uh, và có thể làm tăng hệ miễn dịch như đã nói ở trên tuy nhiên có một cái quan niệm um, từ lâu đó là vitamin C có thể giúp bạn tránh bị cảm cúm thông thường đây là một quan niệm khá là phổ biến đã được truyền miệng trong dân gian rất lâu rồi. Tuy nhiên thì trong nhiều năm gần đây thì đã có rất nhiều các nhà khoa học, các công trình nghiên cứu về cái um, việc phòng tránh bị cảm cúm này thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu mà bạn dùng khoảng nếu có đủ khoảng 200 mg vitamin C hàng ngày, đặc biệt là trong mùa mà đông chẳng hạn là cái thời gian mà dễ bị cảm cúm thông thường ấy thì vitamin C có tác dụng làm giảm cái thời gian mà bạn bị cảm cúm. Ví dụ bình thường nếu mà bạn không có đủ vitamin C trong người thì bạn sẽ bị cảm cúm khoảng tầm 7 ngày. Tuy nhiên nếu mà có đủ tối thiểu 200 mg hàng ngày thì cái thời gian bị cảm cúm có thể ngắn đi, tức là khoảng 3 đến 4 ngày chẳng hạn. Tuy nhiên là về cái khả năng phòng tránh cảm cúm của vitamin C thì các công trình nghiên cứu vẫn chưa có đầy đủ thông tin để chứng minh được rằng là vitamin C có khả năng phòng tránh bị cảm cúm. Chính vì vậy mà nếu mà bạn dùng vitamin C với cái mục đích là để không bị cảm cúm thì vẫn có khả năng là sẽ bị cảm cúm trong cái thời gian dịch uh, mùa đông hay là thời tiết nó không thuận lợi cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe uh, Healthy Vietnamese về vitamin C. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì xin hãy gửi câu hỏi đến hỏi đáp a healthyvietnamese.com. Nếu quý vị và các bạn thấy những thông tin này hữu ích cho bản thân và gia đình mình thì hãy subscribe. Uh, Healthy Vietnamese Podcast ở trên Apple Podcast, YouTube hay là Spotify. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau. Mọi thông tin trên Healthy Vietnamese được phát hành với mục đích tham khảo. Các thông tin này không phải để thay thế chẩn đoán và các phác đồ điều trị của nhân viên y tế.